Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Merida Mark 60, dòng xe đạp khung nhôm của thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới và được rất nhiều các bác chơi xe yêu thích cái thương hiệu Merida, thương hiệu nội địa của Đài Loan, và được sử dụng bộ chuyển động Asiza, full bộ chuyển động Asiza, khung nhôm, nước sơn nguyên bản, toàn bộ xe là được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, vành 26 inch, toàn bộ phần khung là nhôm. Thì lớp sơn thứ của xe này còn rất là đẹp, tương đối là đẹp, khá là ít vết xước, chỉ có những vết xước răm, xước răm, xước nhỏ do là đã qua quá trình sử dụng xe bãi không thể tránh khỏi. Phần khung các thứ về tông màu sơn còn rất là đẹp. Merida sử dụng bộ lốp chuyển động của Shimano Asiza với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, đặt đĩa cũng là xì ra 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Vành bánh là 26 inch, vành 26 inch, may bi vòng, bi bạc đạn. Phần ghi đông thì chiếc xe cũng được trang bị bộ tay bấm của Asiza, 9 xe vít, 9 xe vít tương ứng với 9 nít, và bên này Asiza là 3 tiếng, 3 đĩa. Phanh dầu của Shimano, máy ở trước cũng là bánh bi vòng bạc đạn. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xách xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 41 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 57 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 72.3 đi là phù hợp. Động các thứ rất là mượt mà ngon này. Chiếc xe này đang có giá bán bên em chỉ có là 7.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.